Ai đó đã từng nói bánh xe, sách và ngân hàng là những phát minh kỳ vĩ nhất của con người. Thế nhưng, trong ba phát minh kể trên, thì dường như chỉ có ngân hàng là thứ mơ hồ với đại đa số nhất. Ngân hàng là một khái niệm vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với đại đa số mọi người. Phần lớn chúng ta chỉ hiểu sơ qua việc ngân hàng là nơi cất tiền, trả lãi và thu phí ATM. Chứ rất ít khi tìm hiểu sâu xem ngân hàng hoạt động ra sao, có những loại hình ngân hàng nào, khách hàng là những ai và ngân hàng kinh doanh như thế nào. Đơn giản và ngắn gọn thôi. Trong video này, hãy cùng Spider Room giải mã tất tần tật về vũ trụ ngân hàng. Từ đó có thể hiểu được sức ảnh hưởng khổng lồ của ngân hàng tới cuộc sống của chúng ta, cũng như lý do tại sao ngân hàng lại chễm chệ trong top 3 phát minh lớn nhất mọi thời đại. Bài viết này là bài viết mở đầu trong series về chuyên đề tài chính ngân hàng, cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến tài chính cho giới trẻ, hướng tới một tương lai người trẻ Việt Nam am hiểu tài chính, đầu tư và biết sử dụng tiền thông minh lành mạnh hơn, do Spider Room hân hạnh mang đến các khán thính giả với sự đồng hành của ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam. Một lưu ý nho nhỏ trước khi bắt đầu, thông tin trong bài viết hoàn toàn dựa trên kiến thức và trải nghiệm của tác giả. CIMB Bank không cung cấp thông tin hay là định hướng nội dung bài viết để đảm bảo tính khách quan và trung lập. Còn bây giờ thì hãy cùng tìm hiểu thôi. Nguồn gốc, lịch sử ra đời và phát triển của ngân hàng. Có thể bạn chưa biết, từ bank, ngân hàng được vay mượn trong tiếng Anh Trung cổ, từ tiếng Pháp Trung cổ, banki, tiếng Ý cổ, banca và cả tiếng Đức cổ, bank. Từ bank có nghĩa sơ khai là ghế, quầy. Các ghế đã được sử dụng như các cái bàn hay là các quầy giao dịch trong thời kỳ phục hưng bởi những nhà hoạt động ngân hàng Florentine, những người đã tiến hành các nghiệp vụ của họ trên mặt những chiếc bàn được phủ khăn trải bàn màu xanh lá cây. Những ngân hàng đầu tiên mà loài người biết đến là những đền thờ. Vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên, hình thức ngân hàng sơ khai được nhiều nhà sử học cho rằng đã hình thành trước khi con người phát minh ra tiền. Ban đầu, tài sản gửi tại ngân hàng là các loại ngũ cốc, sau đó là gia cầm, nông sản, rồi đến kim loại quý như là bạc vàng. Đền thờ là nơi an toàn để cất trữ tài sản. Đó là các công trình được xây dựng kiên cố, thường xuyên có người tới hành lễ. Và xét về tâm linh thì ngay cả những tên trộm táo tợn nhất cũng phải kiêng dè tránh chốn linh thiêng này. Tại Ai Cập, Mesopotamia, vàng được gửi đến các đền thờ. Nhưng những tài sản quý giá này lại ngủ yên ở trong đó. Trong khi ở bên ngoài xã hội, các nhóm thương nhân và hoàng tộc lại rất cần sử dụng chúng. Các nhà khảo cổ đã tìm được những tàn tích cho thấy đầu thế kỷ thứ 18 trước công nguyên, tại Babylon, dưới thời trị vì của Hammurabi, thầy tu trông giữ đền thờ bắt đầu cho các nhà buôn mượn tài sản cất trữ trong đền. Khái niệm ngân hàng đã manh nha ra đời từ đó. Bởi những ảnh hưởng của ngân hàng đối với hệ thống tài chính nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung, hoạt động của các ngân hàng đã được quy định khá chặt chẽ trong luật lệ của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, luật các nước cũng quy định rõ ràng từng loại hình ngân hàng cụ thể. Với những người ngoại đạo, việc nắm rõ các loại hình, hoạt động của từng ngân hàng dường như là một việc rất khó. Vì vậy, phần tiếp theo sẽ giúp độc giả hiểu rõ thêm từng loại hình ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam, gắn với các hoạt động mà loại hình đó có thể cung cấp cho khách hàng. Ngân hàng là gì? Các loại hình ngân hàng tại Việt Nam. Theo quy định của luật các tổ chức tín dụng TCTD hiện hành, ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động của ngân hàng theo quy định của luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các ngân hàng sẽ bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã. Ngân hàng thương mại. Một ngân hàng thương mại là một tổ chức tài chính với mục tiêu tạo lợi nhuận từ các hoạt động giao dịch tiền tệ. Các ngân hàng thương mại chủ yếu dựa vào tiền gửi thường xuyên của khách hàng để cung cấp các dịch vụ tài chính như là cấp tín dụng, chiết khấu và thanh toán. Với tư cách là doanh nghiệp thương mại, các ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động kinh doanh dựa trên quy tắc kinh tế và hướng đến mục tiêu tạo lợi nhuận. Các ngân hàng thương mại được quy định bởi pháp luật và được phép thực hiện nhiều loại hình kinh doanh ngân hàng. Chẳng hạn, họ có thể nhận tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn từ khách hàng. Họ cũng có thể thực hiện nghiệp vụ chiết khấu. Trong đó, họ mua các tài sản giấy như là hóa đơn, sổ nợ hoặc là giấy chứng nhận và trả cho người bán với mức giá giảm. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cũng cung cấp các dịch vụ thanh toán để hỗ trợ việc chuyển tiền, thanh toán hóa đơn cho khách hàng. Để huy động vốn, họ có thể phát hành chứng chỉ nhận nợ nhằm thu hút các nhà đầu tư. Tại Việt Nam, ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận. Theo hình thức sở hữu, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam được phân chia thành: ngân hàng thương mại nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, không bao gồm 3 ngân hàng mua bắt buộc,
gồm 4 ngân hàng: Vietcombank, Viettinbank, BIDV và Agribank. Ngân hàng thương mại mua bắt buộc gồm 3 ngân hàng: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí toàn cầu, GP Bank; Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên đại dương, Ocean Bank; Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng, CB. Ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng thương mại được tổ chức theo hình thức công ty cổ phần, gồm 28 ngân hàng, có thể kể tên đến các ngân hàng điển hình như là Vietcombank, Viettinbank, Techcombank, SHB và VIB. Ngân hàng liên doanh là ngân hàng được thành lập bởi tổ chức tín dụng nước ngoài và ngân hàng thương mại trong nước thông qua việc góp vốn liên doanh. Một số ngân hàng liên doanh tại Việt Nam như là Ngân hàng Liên doanh Việt Thái, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các ngân hàng nước ngoài được phép mở chi nhánh tại Việt Nam nhưng phải hoạt động dưới sự giám sát của luật pháp Việt Nam. Hiện Việt Nam đang có 49 chi nhánh các ngân hàng nước ngoài hoạt động. Ví dụ về hình thức ngân hàng này như là Bank of China, Bank of India, Bangkok Bank. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài là ngân hàng thương mại được thành lập tại Việt Nam với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng nước ngoài là pháp nhân Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Một số ví dụ về các ngân hàng 100% vốn nước ngoài có thể kể đến như là CIMB Việt Nam, một ngân hàng thương mại do CIMB Bank Berhad sở hữu 100% vốn điều lệ. CIMB là ngân hàng toàn cầu hàng đầu ASEAN và một trong những ngân hàng đầu tư châu Á lớn nhất và là một trong những ngân hàng hồi giáo lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, CIMB Việt Nam đặt trụ sở chính tại Hà Nội, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích ngân hàng cho các khách hàng cá nhân và tập trung phát triển mảng ngân hàng số. Ngoài ra, tại Việt Nam còn một số ngân hàng thương mại vốn nước ngoài khác như là Standard Chartered Bank, Shinhan Bank, Hong Leong Bank. Ngân hàng hợp tác xã. Đây là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân, do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của luật các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân theo khoản 7, điều 4 luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Ngân hàng chính sách. Ngân hàng chính sách là ngân hàng do chính phủ thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của nhà nước. Bên cạnh đó, chúng ta còn nghe nhiều đến khái niệm ngân hàng trung ương. Về ngân hàng trung ương. Trên thực tế, các ngân hàng trung ương trên thế giới có lịch sử phát triển qua nhiều giai đoạn. Cùng với đó là sự hoàn thiện không ngừng nghỉ mô hình và chức năng. Chỉ một số ít các ngân hàng trung ương ra đời trong thế kỷ thứ 19. Hầu hết các ngân hàng trung ương thành lập trong thế kỷ thứ 20. Đặc biệt là các ngân hàng trung ương thành lập trên danh nghĩa cơ quan của chính phủ. Sự khác biệt về bối cảnh ngân hàng trung ương khi được thành lập đã quyết định sự khác biệt về vai trò và chức năng của ngân hàng trung ương. Một số ngân hàng trung ương được thành lập để phục vụ cho việc phát hành tiền giấy và tiền xu. Một số khác thành lập để hỗ trợ tài chính cho chính phủ. Một số tiền thân từ các ngân hàng thương mại lớn có vai trò chi phối hệ thống ngân hàng và sau đó độc quyền trong việc phát hành in tiền giấy. Các ngân hàng trung ương thuở sơ khai là nhà phát hành tiền và ngân hàng của chính phủ. Hai chức năng này thường đi đôi với nhau. Việc chính phủ trao đặc quyền phát hành tiền cho ngân hàng trung ương là tất yếu để phát triển định chế đủ lớn về quy mô và trở thành ngân hàng của chính phủ. Theo thời gian, các ngân hàng trung ương trở thành ngân hàng của các ngân hàng khi thực hiện chức năng cho vay cuối cùng của nền kinh tế, cho các ngân hàng thương mại vay trong trường hợp các ngân hàng này thiếu hụt thanh khoản tạm thời, không có khả năng chi trả. Đặc biệt, chức năng giám sát và điều tiết của ngân hàng trung ương ngày càng được thừa nhận. Việc thành lập hệ thống dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ngày nay là Cục Dự trữ Liên bang FED với các quyền lực pháp lý trong giám sát các ngân hàng thương mại thông qua quy định các tỷ lệ trên bảng cân đối tài sản và những yêu cầu khác, hay việc trao quyền lực giám sát tại các ngân hàng trung ương khác ở châu Âu như Ngân hàng Quốc gia Áo, Bank Deutsche Länder, tiền thân của Bundesbank nước Đức, Ngân hàng Ý và Ngân hàng Hà Lan là chứng minh rõ ràng hơn cho trách nhiệm này của ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng trung ương cũng thực hiện trợ cấp tài chính cho các khu vực kinh tế hướng tới mục tiêu đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa của quốc gia thông qua việc tài trợ vốn và tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước. Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của chính phủ, là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho chính phủ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo mà chúng ta đặt ra là ngân hàng sẽ kiếm tiền như thế nào? Thật ra, để giải thích các hoạt động có thể kiếm tiền của ngân hàng
thì có thể viết được hẳn một cuốn sách. Nhưng tôi sẽ cố gắng chỉ ra cho các bạn cách một ngân hàng kiếm tiền một cách dễ hiểu nhất. Ngân hàng kiếm tiền như thế nào? Đầu tiên, ngân hàng có thể kiếm tiền qua các hoạt động tín dụng với con át chủ bài của họ là cho vay. Khái niệm về hoạt động cho vay của ngân hàng rất đơn giản. Đó là ngân hàng sẽ cung cấp vốn cho các cá nhân và tổ chức để họ đầu tư và kinh doanh. Sau một thời gian thỏa thuận nhất định, người vay sẽ có trách nhiệm hoàn trả khoản vay cùng với lãi suất. Ví dụ như bạn muốn mở một tiệm trà chanh, bạn muốn vay ngân hàng 100 triệu với lãi suất là 7% trên năm. Sau một năm, số tiền bạn phải hoàn trả ngân hàng sẽ là 100 triệu cộng 7% tiền lãi. Ở đây tương đương với 7 triệu là ngân hàng đã có 107 triệu. Việc cung cấp vốn này còn được đổ vào việc vay để thuê nhà, mở xưởng sản xuất hoặc thậm chí với các sinh viên và người trẻ, họ có thể vay để trả góp mua điện thoại, máy tính. Ngân hàng sẽ sống nhờ khoản tiền lãi này mà họ thu được từ người vay vốn. Có rất nhiều loại hình cho vay mà phía ngân hàng có thể cung cấp cho các khách hàng của họ, phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của các tổ chức hay là tín dụng. Bạn muốn vay tiền ngân hàng để đi du lịch, mua sắm cá nhân, ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn gói vay tiêu dùng. Bạn muốn có vốn để mở một quán trà chanh, ngân hàng sẽ mời chào bạn một gói vay kinh doanh. Nếu như bạn muốn vay một số tiền lớn để mua bất động sản, một chiếc xe sang và bạn cung cấp được các tài sản đảm bảo với ngân hàng như là nhà cửa, xe cộ mà bạn đang sở hữu, ngân hàng sẽ sẵn lòng cung cấp dịch vụ vay thế chấp cho bạn. Và nếu như bạn đủ uy tín sau khi ngân hàng đã kiểm tra phiếu lương hàng tháng để xác định thu nhập và đảm bảo lịch sử tín dụng của bạn rõ ràng sạch đẹp, bạn có thể sử dụng gói vay tín chấp của ngân hàng. Theo khoản 1, khoản 2, điều 13, thông tư số 39/2016, TTNHNN, sửa đổi bổ sung bởi khoản 4, điều 1, thông tư số 6/2023, TTNHNN, quy định về lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng, trong đó bao gồm các ngân hàng, và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp ngân hàng nhà nước có quy định về lãi suất cho vay tối đa. Do đó, mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chỉ áp dụng với các khoản vay ngắn hạn dưới 1 năm. Còn đối với trường hợp cho vay chung và dài hạn trên 1 năm, mức lãi suất sẽ do tổ chức tín dụng, ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận, không có quy định về mức lãi suất cho vay tối đa trong trường hợp này. Theo đó, mỗi cá nhân khi quyết định bắt đầu một khoản vay với ngân hàng cần xem xét kỹ mức lãi suất mà ngân hàng áp dụng cho mình tại hợp đồng cho vay trong từng trường hợp cụ thể, cũng như là biên độ dao động của lãi suất những năm tiếp theo. Tránh tình trạng không nắm được số tiền lãi mà mình phải trả định kỳ, dẫn đến khả năng khó quản lý vay nợ của chính bản thân mình. Vậy thì nếu như ngân hàng chỉ cho vay và tính lãi, thì liệu họ có gặp rủi ro trong việc kinh doanh tín dụng hay không? Câu trả lời là bất cứ một mô hình kinh doanh nào cũng có rủi ro của nó, và ngân hàng sẽ có những bộ phận chuyên phân tích rủi ro và quản lý các khoản nợ khó đòi này. Tên của nó là quản lý nợ xấu. Nếu như bình thường người vay đến kỳ hạn có thể hoàn trả tiền gốc và lãi, nhưng sai số trong kinh doanh là chuyện bình thường. Rất có thể vào ngày phải thanh toán, chúng ta không thấy khách hàng đâu, hoặc là khách hàng gặp rủi ro mà không thanh toán được số tiền cần phải trả, thì đội ngũ quản lý nợ xấu sẽ vào cuộc. Họ sẽ dùng các biện pháp thu hồi nợ, mua bán nợ xấu và giải quyết các tranh chấp này theo khuôn khổ pháp luật quy định. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh tín dụng, ngân hàng còn có loại hình kinh doanh phi tín dụng. Ở đây có thể liệt kê ra như sau. Ngân hàng sẽ cung cấp cho các khách hàng của họ các dịch vụ thanh toán như là chuyển khoản, chuyển tiền, séc, thẻ ngân hàng và sẽ tính phí trên các giao dịch và dịch vụ này. Lấy ví dụ đơn giản như bây giờ ai cũng có thẻ ngân hàng, ATM và hàng năm bạn vẫn phải trả một khoản phí duy trì thẻ cố định. Đây cũng là một khoản thu không nhỏ đối với các ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng còn đưa ra các gói dịch vụ bảo hiểm như là bảo vệ tài chính, sức khỏe cho cá nhân, gia đình và tổ chức. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có thể cung cấp các dịch vụ đầu tư với các chuyên gia tư vấn để khách hàng có thể lựa chọn đầu tư vào thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư với lãi suất hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn được lợi thì ngân hàng cũng phải được lợi. Họ sẽ hưởng phần trăm theo từng loại hình đầu tư mà họ cung cấp. Các nhóm khách hàng mà ngân hàng phục vụ. Do có rất nhiều loại hình kinh doanh nên các ngân hàng cũng phục vụ đa dạng khách hàng. Từng nhóm này sẽ mang đến nhiều lợi ích riêng. Nhóm khách hàng cá nhân bao gồm các cá nhân có thu nhập ổn định, sinh viên, người cao tuổi. Nhóm khách hàng này rất đông đảo với nhu cầu về gửi tiết kiệm, tích lũy tài chính, vay vốn để mua nhà, tậu xe và chi tiêu cá nhân. Đây là nguồn vốn rất dồi dào cho ngân hàng về gửi tiền, rút tiền, các khoản tiết kiệm và ngân hàng có nhiều cơ hội tăng doanh thu từ các dịch vụ tín dụng và phi tín dụng.
Nhóm khách hàng doanh nghiệp cũng là một đối trọng mà các ngân hàng luôn quan tâm và duy trì, bởi nhóm doanh nghiệp này là nguồn vốn đầu tư ổn định và dài hạn đối với các ngân hàng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn luôn có nhu cầu vay vốn để đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó là các gói dịch vụ thanh toán, quản lý tài chính, đặc biệt là dịch vụ bảo lãnh, tín dụng xuất nhập khẩu là một khâu quan trọng để ngân hàng có thể kết nối và thu phí. Trên thực tế, các hoạt động kể trên được gói gọn trong 3 mảng nghiệp chính của ngân hàng. A. Nhận tiền gửi. Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho người gửi theo thỏa thuận. Khoản 13, điều 4, luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Cấp tín dụng. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc là cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Khoản 14, điều 4, luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng. Khoản 15 điều 4 luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Muốn hiểu về kinh tế, chúng ta luôn cần trang bị thêm những kiến thức của bản thân về hoạt động của ngân hàng, vì đây luôn luôn là xương sống điều tiết về tài chính và ổn định tiền tệ. Hiểu được tầm quan trọng của ngân hàng và dòng tiền rồi, thì bạn sẽ có thể có những quyết định và lựa chọn sáng suốt đối với tài chính cá nhân. Hy vọng qua bài viết mở đầu này, bạn đọc đã có một cái nhìn bao quát hơn về cách các ngân hàng hoạt động, các loại hình ngân hàng đang tồn tại ở Việt Nam, cơ chế để các ngân hàng có thể kinh doanh các hoạt động tín dụng cũng như là phi tín dụng của họ. Bạn nghĩ sao về những thông tin này? Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn với chúng mình ở phần comment phía bên dưới nhé! Đừng quên series này của chúng mình vẫn còn rất nhiều chủ đề hay ho đang chờ bạn đón xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tới!